Tomato Hường. Trong video này Hường sẽ chia sẻ cho các bạn một chủ đề liên quan tới Affiliate Marketing. Đối với Affiliate Marketing thì công việc của chúng ta ở thị trường nước ngoài thì chúng ta thường chỉ cần copy cái link và chúng ta làm cách nào đó để khách hàng, người có nhu cầu họ click vào cái link đó, họ mua hàng thì chúng ta sẽ có hoa hồng. Và thậm chí chúng ta cũng không cần phải giao tiếp với họ. Với một chiếc laptop như thế này, các bạn có thể bán rất là nhiều hàng cho khách hàng ở phía bên kia bán cầu như Mỹ, Úc, Canada, New Zealand, Australia, vân vân, với vài cú click chuột hoặc vài thao tác trên bàn phím vân vân. Và chúng ta có thể tạo ra xây dựng được những cái hệ thống kinh doanh tự động vận hành ngay cả khi không có mặt của chúng ta và ngay cả khi chúng ta ngủ. Thì bài chia sẻ hôm nay Hường sẽ chia sẻ cho các bạn một bí mật để làm thế nào để bán được hàng, kiếm được tiền trên Clickbank với cái kênh, với mạng xã hội mà chúng ta rất thường hay sử dụng, đó là Facebook. Với vài thao tác trên Facebook thì chúng ta có thể tiếp cận được khách hàng phía bên kia bán cầu và chúng ta bán hàng cho họ. Thì các bạn biết đấy, đối với Affiliate Marketing thì chúng ta làm thế nào để khách hàng click vào link và họ mua hàng. Thế thôi, và chúng ta sẽ nhận hoa hồng. Còn từ công việc, từ giao hàng, vận chuyển, chăm sóc khách hàng hay là thanh toán v.v. thì chúng ta cũng không có tham gia vào quá trình này ha. Nhà cung cấp họ sẽ giúp chúng ta làm việc này, hoặc những cái network, những cái trang thương mại điện tử nó sẽ giúp chúng ta làm việc này. Việc chúng ta làm thế nào để khách hàng thấy được cái link đó và họ click vào đó, họ thấy sản phẩm ok, họ mua hàng là được rồi. Và Hường đã bán được rất là nhiều các đơn hàng cho người Mỹ, Úc, Canada, New Zealand, Australia vân vân, và thậm chí và Hường không biết họ là ai và họ cũng không biết Hường, vì Hường không phải là giỏi tiếng Anh thì mới làm được. Có những người họ rất là yếu tiếng Anh họ vẫn ok, thì đó là nhờ vào những công cụ. Những công cụ chúng ta biết, những công cụ đó thì chúng ta sẽ ứng dụng nó và hỗ trợ cho chúng ta rất là nhiều, đôi khi nó còn giỏi hơn cả những người giỏi tiếng Anh ha. Rồi, quay trở lại với một bài chia sẻ, một bí mật hôm nay Hường sẽ chia sẻ, đó là làm thế nào để bán được hàng trên Clickbank với Facebook mà chúng ta không cần phải chạy ads, không cần phải trả phí, không cần phải chăm sóc khách hàng, không giao hàng, không gì cả. Nói chung là chúng ta chỉ cần tạo một cái fanpage, chúng ta đăng tin, chúng ta làm thế nào đó để khách hàng phía bên kia bán cầu, những người có nhu cầu và họ click vào đó, họ mua hàng thì chúng ta sẽ nhận hoa hồng. Đấy, thì Hường có rất là nhiều fanpage. Các bạn biết không, có rất là nhiều người ở Việt Nam hiện nay khi mà họ kinh doanh, có những người có những cái fanpage, ví dụ như các bạn tạo ra một fanpage bán mỹ phẩm, bán kem trắng răng, bán những cái liên quan tới quần áo hay là về máy sấy tóc vân vân, có rất là nhiều thứ họ tạo ra fanpage họ bán. Khi mà các bạn thấy được cái fanpage đó, đôi khi các bạn mua hàng, đăng ký và mua hàng đúng không, thì khi mà các bạn mua hàng ấy, thì ở những người Việt Nam của chúng ta, thường thường là chúng ta những người mà họ bán ấy, họ phải lên fanpage, họ xem inbox, họ phải ghi lại địa chỉ, họ liên hệ với các bạn, họ vận chuyển giao hàng cho các bạn, chăm sóc khách hàng, họ làm rất là nhiều công đoạn. Nhưng mà đối với Affiliate Marketing thì chúng ta là những Affiliate Marketer, chúng ta cũng sẽ tạo ra những cái fanpage như thế. Chúng ta làm thế nào để khách hàng tiếp cận được những cái fanpage như vậy và họ sẽ mua hàng. Tuy nhiên, đặc biệt là ở một chỗ khác, ở một chỗ so với các fanpage ở thị trường Việt Nam, đó là chúng ta chỉ cần làm thế nào để khách hàng thấy được cái fanpage đó, họ thấy sản phẩm ok, họ click vào, họ xem, họ mua hàng thì chúng ta sẽ nhận hoa hồng. Chúng ta không cần phải giao hàng, không cần phải chăm sóc khách hàng, thậm chí không cần biết họ là ai ha. Rồi bây giờ hãy quay trở lại với màn hình desktop. Hường sẽ bắt đầu chia sẻ với các bạn cụ thể thì chúng ta sẽ làm như thế nào ha. Các bạn nếu cảm thấy hứng thú với chủ đề này thì hãy quay trở lại, hãy tiếp tục xem cho hết video và đừng quên like, chia sẻ video nếu các bạn thấy hữu ích. Rồi ok, chào mừng các bạn quay trở lại với màn hình laptop. Hường sẽ chia sẻ kỹ hơn làm thế nào để chúng ta có thể bán được doanh số trên Clickbank thông qua Facebook ha. Rồi, để tiếp cận một cách, Hường lấy một ví dụ đơn. Ví dụ như các bạn vào Facebook, các bạn tìm kiếm ví dụ cụm từ là đồ chơi trẻ em. Khi mà các bạn tìm bởi cái cụm từ đồ chơi trẻ em, để Hường gọi lại đi. Nếu các bạn quan tâm đến đồ chơi trẻ em thì
Các bạn search như vậy nó ra rất là nhiều fanpage ở đây người ta bán đồ chơi trẻ em. Nếu các bạn click vào đây thì chúng ta sẽ thấy là trên fanpage nó giới thiệu những cái sản phẩm khác nhau, và nếu mà chúng ta mua thì chúng ta nhắn tin cho nó ở đây. Chúng ta nhắn tin và nó sẽ hỏi chúng ta một vài thứ. Nếu mà chúng ta quan tâm mua thì nó hỏi địa chỉ, nó giao hàng, nó chăm sóc chúng ta, nó giao hàng tận nơi, xử lý thanh toán, vân vân. Nói chung toàn bộ quá trình nó làm hết. Rồi nếu như các bạn không thích đồ chơi cho trẻ em, các bạn gõ là khăn choàng cổ chẳng hạn, cái này chúng ta có thể tìm trên Facebook hoặc là tìm trên Google, nó đều ra hết ha. Ví dụ Hùng Bảo khăn choàng cổ Phạm Gia thì vào đây chúng ta thấy khăn choàng đẹp, ok thì chúng ta, đây là Hùng đặt hàng một vài rồi, nhiều rồi, đây là có lịch sử tin nhắn. Thì nếu mà các bạn lên đây, các bạn tới khăn ok, các bạn nhắn tin và bên đó sẽ yêu cầu chúng ta là chuyển khoản rồi gửi địa chỉ, nó sẽ giao hàng tận nơi, nó sẽ chăm sóc khách hàng, nói chung là nó sẽ xử lý thanh toán này nọ cho chúng ta luôn, nó chat với mình. Thì đó là việc chúng ta kinh doanh tại thị trường Việt Nam ha. Thì đối với những cái fanpage như thế này á, thì chúng ta là người mang sản phẩm về, chúng ta là người bán sản phẩm, và cũng chính chúng ta là người giao hàng, chăm sóc khách hàng luôn. Thì nó vướng ở một chỗ là nó không chuyên nghiệp hóa, tức là chúng ta là làm tất cả các quy trình, thế là nó cũng lâu lâu là chúng ta bị lỗ vốn nữa, bởi vì nhiều khi khách hàng không hài lòng, sản phẩm hư hỏng, vân vân. Đấy là kinh doanh tại thị trường Việt Nam ha. Fanpage, những cái fanpage như thế này thì cũng có cái là người ta dùng quảng cáo, cũng có những cái fanpage thì người ta chỉ cần tạo thôi, và có những cái phương pháp SEO kéo traffic về trang mà chúng ta không cần phải tốn một đồng quảng cáo nào cả. Nhưng cũng với cái fanpage như thế này, chúng ta cũng có thể tạo fanpage cho sản phẩm trên Clickbank, và chúng ta sẽ dùng những cái thủ thuật về SEO, chúng ta kéo traffic về, kéo khách hàng, tiếp cận đúng đối tượng khách hàng mà chúng ta không cần phải trả một chi phí quảng cáo nào. Bây giờ quay lại lấy ví dụ về Clickbank một chút, thì như các video trước Hương đã chia sẻ rồi, thì nếu như các bạn có tài khoản trên Clickbank thì rất là đơn giản, các bạn chỉ cần vào Affiliate Marketplace, các bạn xem một sản phẩm, ví dụ như chúng ta thích ngách sức khỏe Health and Fitness, vào đây chúng ta thích sản phẩm là Flat Belly, tức là làm cho cái bụng phẳng, các bạn có thể bấm vào đây để xem. Này nọ Hương nói qua một chút, đó là chúng ta bấm vào sản phẩm đó xem, nếu sản phẩm này chúng ta thích thì chúng ta quảng bá. Thì đối với một một sale sản phẩm này thì chúng ta sẽ được sale đầu tiên chúng ta sẽ được 37,97 đô ha. Giờ quảng bá thì chúng ta chỉ cần bấm vào nút promote, nhập cái Clickbank ID, nếu như các bạn chưa có Clickbank ID thì tạo thôi. Lên YouTube gõ cách tạo tài khoản Clickbank hoặc là nhắn tin cho Hường để Hường hướng dẫn tạo ha. Trong rất là nhiều video trước Hường đã chia sẻ về kiếm tiền trên Clickbank rồi, bây giờ Hường chỉ nói sơ qua một chút thôi. Thì chúng ta chỉ cần lên Clickbank, chúng ta nhấp vào đây và chúng ta copy đường link này. Nếu mà chúng ta đưa cái đường link này đến khách hàng, đúng khách hàng tiềm năng, họ thích sản phẩm này họ mua thì chúng ta sẽ nhận hoa hồng vậy thôi. Thì bây giờ cái link này Hường sẽ lấy cái link này, Hường đi quảng bá bằng kênh free traffic trong tuần qua Facebook. Thì bây giờ thay vì việc Hường sẽ tạo ra một cái fanpage, mà bán tại thị trường Việt Nam, thì Hường sẽ tạo một cái fanpage nữa. Hường sẽ không bán thị trường Việt Nam, Hường sẽ bán tại thị trường nước ngoài và bán cái sản phẩm trên Clickbank ha. Đối với affiliate marketing thì các bạn đã biết rồi đấy, chúng ta không cần phải giao hàng, không cần phải chăm sóc khách hàng, cũng không cần biết họ là ai luôn. Thì chúng ta chỉ cần làm sao để khách hàng tiếp cận sản phẩm của chúng ta và họ cảm thấy ok là họ mua hàng là được. Như vậy bây giờ Hường đã tạo rất là nhiều cái fanpage, nhưng mà fanpage bằng tiếng Anh, và giới thiệu những cái sản phẩm trên Clickbank, và nó hoàn toàn là free traffic. Hường dùng những cái thủ thuật về SEO, những thủ thuật đăng bài này nọ để kéo traffic tiếp cận đúng khách hàng ở bên kia bán cầu như Mỹ, Úc, Canada, New Zealand, Australia, United Kingdom, vân vân. Họ sẽ về vào fanpage của chúng ta, họ họ xem. Bây giờ Hường sẽ đưa ra một cái ví dụ, một trong những fanpage Hường đã tạo ha. Thì các bạn có thể là cái fanpage này, thì các bạn có thể thấy là một cái fanpage free traffic, nó ví dụ như 7 ngày vừa qua nè, đây tóm tắt 7 ngày vừa qua thì nó có những có 1.794 lượt tiếp cận. Fanpage này chỉ có ít like thôi, nó không có nhiều like, Hường cũng mới tạo cách đây vài tháng thôi. Thì nó có lượt tương tác là 563 nè, video thì có 785 lượt xem video,
Và các bạn lưu ý này, nó có chú thích này, đây là tự nhiên, đây tiếp cận tự nhiên, đây là tiếp cận trả phí ha. Thì các bạn có thể lên chuột vào đây, các bạn thấy nè, người tiếp cận từ quảng cáo không, chỉ có tiếp cận tự nhiên thôi. Fanpage này là hoàn toàn là tạo bằng bằng tay, chúng ta tạo bình thường, có những cái kỹ thuật để chúng ta kéo traffic về, có lượt tiếp cận như thế này. Chúng ta hoàn toàn không có dùng một đồng quảng cáo nào ha, các bạn có thể lên chuột vào đây thấy nè, toàn bộ là tiếp cận tự nhiên. Như ví dụ đây, tiếp cận tự nhiên là 138, còn từ quảng cáo là không nè. Đấy. Thì Hường kéo xuống cho bạn xem một chút. Đây, những cái bài viết của Hường đây. Thì có những cái bài viết tiếp cận cũng khá là ít, nhưng cũng có một số bài viết tiếp cận khá là nhiều. Đấy, ví dụ có những bài viết có 100 lượt tiếp cận thôi, 300 lượt tiếp cận. Thì Hường sẽ cho các bạn xem qua một dòng những lượt tiếp cận này hoàn toàn tự nhiên. 700 lượt tiếp cận nè, 500 lượt tiếp cận. Những bài viết như thế, đây là lượt tương tác, kế bên đây là lượt tương tác, ha, comment, share này nọ. Ví dụ bài này 500 500 lượt, 599 tức là 600 lượt tiếp cận, nhưng mà 484 lượt tương tác. Trời, đây ví dụ 2500 lượt tiếp cận, 646 lượt tương tác. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy 36,9 ngàn lượt tiếp cận và 7,2 ngàn lượt tương tác. Rồi rất là nhiều đây ha, 1,7 ngàn lượt tiếp cận, 3,9 ngàn lượt tiếp cận, 1,1 ngàn lượt tiếp cận. Có những lượt tiếp cận rất là lớn và hoàn toàn Hường không trả một tiền xu quảng cáo nào cả. Đấy là những cái bài viết 117 ngàn tiếp cận, 7,7 ngàn tương tác, 27,9, 28,5 lượt tiếp cận, vân vân. Thì có rất là nhiều bài viết như thế, nó tăng lên đột biến như thế. Nhưng mà đối với những cái bài viết có lượt tiếp cận khá là lớn như vậy đấy, thì Hường cũng có được rất là nhiều sale từ Clickbank. Thì tất cả các bài viết Hường đều để link Clickbank, Hường đều lấy cái link affiliate hồi nãy Hường vừa mới tạo cùng các bạn ở đâu trên Clickbank đấy, Hường lấy cái link đó, Hường cho vào các bài viết, và khi các bạn họ đọc bài ok thì Hường bảo là đây là recommend products, tức là những sản phẩm Hường đề xuất, sản phẩm fanpage này đề xuất. Các bạn họ xem cái một số bài viết, họ xem luôn cái link đó, họ thấy nếu mà sản phẩm đó họ click vào cái link, họ thấy sản phẩm ok thì họ sẽ đo order đặt hàng luôn ha. Đối với những cái lượt tiếp cận tự nhiên như thế này thì chúng ta không cần phải trả phí, và khách hàng họ tự tìm đến fanpage của chúng ta, họ tự like, comment, share, chia sẻ đấy. Thì các bạn có thể nhìn thấy họ vô, ví dụ như đây là một cái, nó có 117 lượt tiếp cận ha. Thì bây giờ các bạn có thể là xem, đây là bài viết đây. Đấy, số phút xem 18.214, số xem video tối thiểu 3 giây, tối thiểu 10 giây, vân vân, thời gian xem trung bình. Đây là những cái bài viết, và cuối bài viết Hường đều để cái video này, thì cuối video để Hường đều là nói sản phẩm đề xuất ra, nói sản phẩm đề xuất cho khách hàng ha. Đấy các bạn, khi mà các bạn nhấp vào đây các bạn có thể xem được cụ thể nó như thế nào. Đấy, 117 lượt tiếp cận rồi. Đây là những cái lượt tương tác đây, 86 lượt thích, chia sẻ, đây có rất là nhiều, có rất là nhiều thông số. Thì các bạn có thể hình dung này, đối với fanpage này là nó là một cái fanpage, nó chỉ có, nó có một cái lượt like khá là ít. Thì có rất là nhiều fanpage các bạn có thể tạo ra để chúng ta có những cái lượng khách hàng, và có những cách để chúng ta làm cho khách hàng ở bên kia bán cầu họ tiếp cận đến. Thì toàn bộ những cái nội dung từng bước hướng dẫn làm thế nào để có những cái fanpage, làm thế nào SEO đúng, thì Hường có chia sẻ trong chương trình 90 Day Shop. Nếu các bạn quan tâm, nếu các bạn thực sự muốn bắt đầu kinh doanh với Internet Marketing, các bạn có thể là tham khảo khóa học 90 Day Shop Affiliate với Clickbank chuyên sâu trong vòng 3 tháng, hướng dẫn 3 tháng xây dựng hệ thống kinh doanh trên Internet, xây dựng hệ thống kinh doanh với Clickbank tạo thu nhập thụ động. Trong vòng 3 tháng, trong khóa này thì Hường cũng chia sẻ rất là kỹ về những cái kênh traffic khác, và đặc biệt đối với cái phần fanpage, tạo cái nguồn traffic trên fanpage này thì cũng rất là cụ thể ở trong khóa học đấy rồi. Nếu các bạn quan tâm thì có thể lên somatohuong.com, các bạn xem, tham gia đăng ký ở đó hoặc nhắn tin trực tiếp cho Hường ha. Rồi nếu các bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên like, comment một điều gì đó để Hường biết là các bạn thắc mắc cái gì, hoặc là các bạn cảm thấy video như thế nào, hoặc là các bạn muốn Hường làm những cái video tiếp theo chia sẻ về chủ đề gì, thì các bạn hãy comment dưới cái video này ha. Rồi, đừng quên subscribe nếu các bạn quan tâm đến Internet Marketing.
và muốn Hường chia sẻ nhiều hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Hường sẽ chia sẻ những cái kênh traffic khác về YouTube, về Bing, về vân vân, rất là nhiều kênh traffic khác mà chúng ta có thể sử dụng để kiếm tiền trên Clickbank, tạo thu nhập thụ động với Clickbank. Thế thôi, xin chào.